Kính thưa quý khán thính giả, tiếp theo đối thoại chiến lược về ngoại giao và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc vào tháng 2, có thể nói cuộc đối thoại song phương về nhân quyền giữa hai nước được tổ chức từ ngày 26 cho đến 27 tháng 4 là một sự kiện quan trọng khác khiến nhiều người quan tâm. Từ Huế, Linh mục Phan Văn Lợi lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về mong đợi của ông đối với đối thoại nhân quyền lần này. Tôi mong rằng là khi chính quyền Úc mà đối thoại với nhà cầm quyền Việt Nam thì phải luôn nhớ rằng cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái nhà cầm quyền độc tài. Và bao giờ họ cũng là tìm cách để duy trì cái quyền độc tài của họ, quyền độc đảng của họ trên đất nước Việt Nam. Cho nên phải làm sao để mà bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cái đối thoại về nhân quyền là phải thực sự mà trả lại những cái dân quyền và nhân quyền bằng những hành động cụ thể. Ví dụ như là phải bỏ cái điều 4 trong hiến pháp, rồi phải trả lại cái quyền sở hữu đất đai cho người dân, cũng như là tất cả các cái quyền về tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do đi lại và rất nhiều cái quyền khác. Không thì nếu không buộc nhà cầm quyền cộng sản làm những điều đó thì tất cả mọi cuộc đối thoại chỉ là vừa những cái điếc mà thôi. Linh mục Phan Văn Lợi là người đã nhiều năm lên tiếng công khai phản đối chính sách mà ông cho là đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Nhân dịp này, vào ngày 25 tháng 4, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã có một bản ghi nhớ gửi tới chính phủ Úc, thúc giục chính phủ nước này phải tạo sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Các vấn đề mà Human Rights Watch đưa ra bao gồm việc thả ngay lập tức các tù nhân chính trị, chấm dứt các biện pháp hạn chế tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình, tự do tôn giáo. Phát biểu với Đài Á Châu Tự Do, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức này cho biết. But we want this year to make sure that they had a very, very comprehensive submission from us because we feel that the situation is really spiraling downwards in Vietnam. The situation is getting much worse. Lần này chúng tôi muốn đưa cho chính phủ Úc một báo cáo đầy đủ từ phía chúng tôi vì chúng tôi thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang xuống dốc. Và vì vậy, điều quan trọng là chính phủ các nước có đối thoại nhân quyền với Việt Nam phải chuyển được thông điệp của họ tới nhà cầm quyền Hà Nội rằng những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cần phải chấm dứt. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Australia, thì đối thoại lần này giữa hai nước sẽ không có điểm gì đặc biệt như nhiều người có thể mong đợi. Ông nói, I really think it's business as usual. Theo tôi thì đối thoại này cũng như mọi đối thoại khác trước đó, tôi chưa thấy bất cứ ai hay hành động cụ thể nào từ phía chính phủ Úc, mà cụ thể là Ngoại trưởng Úc tỏ ra thực sự quan ngại về vấn đề nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các blogger và các nhà hoạt động xã hội. Việt Nam và Úc đã bắt đầu các đối thoại song phương về nhân quyền từ năm 2002 và được tổ chức thường xuyên. Năm 2006, đối thoại này được nâng lên một mức cao hơn. Theo đó, Úc cung cấp cho Việt Nam các trợ giúp về kỹ thuật như đào tạo nhân lực cho đội ngũ các sĩ quan an ninh Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đã cử các đoàn sang thăm các nhà tù của Úc để tìm hiểu về cách đối xử với các tù nhân tại Úc. Theo chuyên gia Carl Taylor, thì đối thoại nhân quyền hai nước mới chỉ dừng ở đó và Úc chỉ thực sự can thiệp khi có vấn đề liên quan đến công dân Úc mà thôi. Năm 2009, hai nước Úc và Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Toàn diện. Với hiệp định này, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, mà trong đó, nhân quyền chỉ là một yếu tố chưa hẳn đã là quan trọng nhất. Phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào tháng 3 vừa qua, nhân chuyến thăm Việt Nam, tân Ngoại trưởng Úc Robert Carr cho biết ông xác định Việt Nam là nước ưu tiên trong danh sách các nước có quan hệ đối tác. Ông cũng tỏ ra vui mừng với con số 25.000 du học sinh Việt Nam đang du học tại Úc. Về quan hệ thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2011 đã đạt 6 tỷ đô la, tăng hơn 12% so với năm trước đó. Ngoại trưởng Úc khẳng định Úc muốn phát triển hơn nữa quan hệ thương mại với Việt Nam. Theo chuyên gia Carl Taylor, thì những tiềm năng về thương mại và giáo dục đang lấn át vấn đề nhân quyền. Điều này cũng được thể hiện trong quan điểm của các chính phủ Úc trước kia. Cựu Ngoại trưởng Alexander Downer từng nói rằng Úc không muốn nói chuyện với Việt Nam qua một cái loa phóng thanh.
Và cho đến giờ, chính phủ Úc cũng vẫn khẳng định mong muốn của họ là không muốn để quan hệ hai nước trở thành con tin cho các vấn đề khác.